Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay, mình sẽ quay trở lại về series đầu tư cơ bản phần 6, Tư duy độc lập. Series này được viết và đăng trên website spyroom.com bởi tác giả Gerardo. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Rất ít người có đủ điều kiện để trở thành một nhà đầu tư vĩ đại. Một số có thể học hỏi bằng cách quan sát và đọc sách từ những nhà đầu tư đã thành công trên thị trường. Một số phải tự mình trải nghiệm trên thị trường và phát triển phương pháp đầu tư cá nhân. Một số khác đơn giản là sinh ra đã không dành cho công việc đầu tư. Trong đầu tư, không có một phương pháp tiếp cận nào có thể chắc chắn luôn hiệu quả trong mọi tình huống. Vì thị trường luôn thay đổi và tiến hóa theo thời gian để thích ứng với những thay đổi mới trong thị trường đầu tư. Thậm chí là nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới Warren Buffett cũng không thể đưa ra được quyết định chính xác 100% trong mọi trường hợp. Một cách khách quan nhất, đầu tư giống với một bộ môn nghệ thuật hơn là khoa học. Sự chính xác tuyệt đối của khoa học không thể áp dụng được trong môi trường đầu tư, và do đó công thức để thành công liên tục trên thị trường luôn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Do thị trường liên tục tiến hóa và thay đổi hành vi theo thời gian, kỹ năng tư duy độc lập là một vai trò quan trọng trong hộp đồ nghề của nhà đầu tư thông minh. Nhà đầu tư sẽ không thể nào đạt được thành công dài hạn trên thị trường nếu như tất cả những gì bạn làm là răm rắp nghe theo lời chỉ bảo của người khác. Người viết chưa từng gặp một nhà đầu tư thành công nào mà chiến lược duy nhất của họ là nghe theo lời phím từ kẻ khác, thành công không bao giờ có lối tắt. Tại sao tư duy độc lập lại vô cùng quan trọng cho thành công trong đầu tư? Bởi vì chỉ có tư duy một cách tách biệt khỏi thị trường mới mang lại lợi thế cạnh tranh lâu dài và bền vững cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư đánh bại thị trường bằng cách nhìn thấy những điều mà thị trường bỏ lỡ. Những điều bí mật. Những điều mà chúng ta cho là sự thật hiển nhiên ngày nay từng là những điều mà chưa ai biết tới. Những bí mật mà nhà đầu tư VC nổi tiếng Peter Thiel từng đề cập trong quyển sách Từ 0 đến 1. Tổ tiên chúng ta đã từng sống trong một thời đại mà không có một ai biết một tí gì về một lực luôn tồn tại dưới mặt đất, cho tới khi Isaac Newton đặt tên cho nó là trọng lực. Ngày nay, khái niệm trọng lực xuất hiện trong sách giáo khoa vật lý cấp 2 và tất cả mọi người đều xem nó như một sự thật hiển nhiên của thế giới. Mặc dù học về những kiến thức phổ thông là một điều cần thiết trong quá trình giáo dục, nhưng nó sẽ không phải là những thông tin có thể cho ta lợi thế cạnh tranh vì tất cả mọi người đều biết về nó. Lợi thế cạnh tranh thực sự chỉ có thể đến từ bí mật, những sự thật mà ít người biết hoặc là vẫn chưa được khám phá bởi thế giới. Hình dạng chuỗi xoắn kép của DNA, vận tốc cố định của ánh sáng, thế giới huyền bí của vật lý lượng tử, tất cả đều là những bí mật trong phần lớn thời gian lịch sử tồn tại của loài người. Tổ tiên chúng ta đã sống như thể những sự thật đó chưa bao giờ tồn tại. Những điều mà chúng ta cho là hiển nhiên ngày nay. Một xã hội mà bí mật không tồn tại cũng đồng nghĩa là một xã hội đã đạt được thịnh vượng. Một nơi mà mọi điều có thể được biết đều đã được biết hết. Và kết cục chờ đợi cho nền văn minh kia trong tương lai là sự suy tàn không thể tránh khỏi. Chỉ khi nào chúng ta thực sự tin rằng thế giới vẫn còn tồn tại những điều mà chúng ta có thể khám phá và sẵn sàng dốc sức để tìm kiếm điều đó thì sự phát triển mới có thể duy trì được. Niềm tin và những bí mật là điều đã liên tục làm cho thế giới này một thịnh vượng hơn. Một xã hội từ bỏ niềm hy vọng vào những bí mật là một xã hội đã ngừng phát triển. Theo Peter Thiel đã nói, bí mật là những sự thật mà rất ít người đồng ý với bạn, cho tới khi nó trở thành kiến thức phổ thông. Do đó, để tìm kiếm những bí mật thì khả năng tách biệt khỏi tư duy đám đông là yêu cầu tiên quyết. Chưa từng có ai đi theo đám đông mà có khả năng sáng tạo ra những ý tưởng thay đổi thế giới. Những người đã thay đổi thế giới đều là những gã lập dị trong mắt của đám đông. Họ lập dị đơn giản là vì họ nắm giữ trong tay những bí mật, sự thật mà đám đông phủ nhận. Galileo đã bị hành quyết bởi vì ông luôn tin rằng trái đất xoay quanh mặt trời, một niềm tin phản nghịch trong xã hội do yếu tố tôn giáo thời bấy giờ. Mặc dù thế giới đã trở nên bớt nguy hiểm hơn và quyền tự do ngôn luận đã được tôn trọng hơn nhiều so với ngày xưa, nhưng công cuộc tìm kiếm bí mật vẫn luôn là một hành trình gian nan đầy thử thách. Từ trước đến nay, khám phá ra những sự thật được ẩn giấu khỏi thế giới chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Trong đầu tư, tất cả những điều mà mọi người đều đồng ý có thể là kiến thức nền tảng quan trọng, nhưng nó chắc chắn không phải là một bí mật. Và vì thế, nó không phải là một dạng thông tin có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho nhà đầu tư. Để đạt được thành công lâu dài trên thị trường, nhà đầu tư luôn cần những bí mật, sự thật rất ít người đồng ý với bạn. Tuy nhiên, bí mật chỉ đến với những ai có khả năng tư duy độc lập vượt trội so với thị trường. Một số ít cá nhân sẵn sàng cân nhắc mọi khía cạnh của vấn đề mà không để định kiến xã hội tác động lên tư tưởng. Hiểu rất rõ về sự nguy hiểm của bầy đàn lên khả năng tư duy sáng suốt của mỗi cá nhân, nhà văn nổi tiếng Mark Twain đã từng viết cảnh báo: nếu như bạn thấy mình đang có cùng quan điểm về đám đông, thì đã đến lúc nên dừng lại và suy ngẫm.
theo một cách đặc biệt nào đó. Hành động bầy đàn của đám đông luôn có khả năng ức chế khả năng tư duy độc lập của cá nhân. Những cá thể sống riêng biệt sẽ không bao giờ làm một việc gì đó một mình, nhưng lại sẵn sàng điên loạn cùng với đám đông. Họ sẵn sàng vứt não của mình đi và trở thành một phần của tập thể, đơn giản là vì tất cả mọi người đều đang làm như thế. Sự điên loạn của bầy đàn luôn dễ dàng lan truyền như một con virus gây nguy hiểm. Một cách hiển nhiên, có rất ít nhà đầu tư đủ khả năng để trở nên vĩ đại. Vì một trong những điều kiện tiên quyết của các nhà đầu tư vĩ đại là phải có bản lĩnh đi ngược dòng nước. Xu hướng bầy đàn là một trong những bản năng tâm lý mạnh mẽ nhất của con người, và do đó, khả năng tách khỏi bầy đàn chưa bao giờ là một điều gì đó dễ dàng. Thậm chí cho dù logic đằng sau hành động đó có vững vàng như thế nào đi chăng nữa. Suy cho cùng, chúng ta vẫn luôn là loài động vật xã hội, địa ngục là lời gièm pha từ kẻ khác. Lợi thế cạnh tranh trong đầu tư. Khi bạn thực hiện một giao dịch trong thị trường, bạn dựa vào đâu mà nghĩ rằng người đang thực hiện giao dịch với bạn đang đưa ra quyết định kém thông minh hơn? Nếu bạn là người bán thì tại sao người kia lại là người mua? Nếu bạn là người mua thì tại sao đối phương lại sẵn sàng bán? Tại sao bạn lại chắc chắn rằng bạn đang đưa ra một quyết định thông minh hơn người đang thực hiện giao dịch với bạn? Nói một cách khác, lợi thế của bạn đang nằm ở đâu? Điều duy nhất phân tách nhà đầu tư vĩ đại về đám đông, theo Howard Mark nhận định, chính là khả năng đưa ra góc nhìn sâu sắc so với phần còn lại của thế giới. Một góc nhìn sâu sắc không chỉ tách biệt hoàn toàn khỏi nhận định chung của đám đông. Điều quan trọng nhất là nó phải đúng. Không chỉ đơn giản là khác biệt, mà nó còn phải chính xác hơn. Sự thật mà ít người đồng ý với bạn chính là nguyên liệu thiết yếu để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững ở trong đầu tư. Hầu hết những người tham gia đầu tư vào thị trường đều là những người có học thức, có kiến thức kinh tế cơ bản để đưa ra những kết luận khá chính xác về tình hình đang diễn biến trên thị trường. Nhận định chung của đám đông là kim chỉ nam thúc đẩy xu hướng di chuyển của thị trường. Nhà đầu tư thành công là người có khả năng tư duy độc lập, tách biệt hoàn toàn khỏi thị trường. Một góc nhìn sâu sắc dựa trên những lý luận phân tích chặt chẽ và vững vàng. Nhưng chỉ khác biệt thôi thì chưa đủ, vì khác biệt chỉ đảm bảo rằng kết quả của nhà đầu tư sẽ nằm ở mức trên trung bình hoặc là dưới trung bình thay vì dao động ở quanh đường trung bình. Chỉ khác biệt thôi thì cực kỳ đơn giản, vừa khác biệt vừa chính xác lại là điều mà mọi nhà đầu tư vĩ đại đều cần phải nhắm đến. Nói một cách đơn giản, đánh bại thị trường yêu cầu nhà đầu tư phải sở hữu một góc nhìn khác biệt nhưng phải chính xác hơn nhận định chung của đám đông ở trên thị trường. Vấn đề hiển nhiên to đùng ở đây là không dễ dàng để đưa ra một nhận định tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông nhưng lại chính xác hơn. Hầu hết những quyết định tách biệt khỏi đám đông từ phía nhà đầu tư thường sẽ dẫn đến thảm họa tài chính. Vì như bài viết đã đề cập ở phần 1, thị trường thường rất hiệu quả trong việc định giá công ty. Lý thuyết thị trường hiệu quả của kinh tế học sẽ gần như là luôn phát huy tác dụng trong phần lớn thời gian của thị trường hoạt động. Tuy nhiên, sẽ có đôi lúc ngắn ngủi thị trường sẽ trở nên điên loạn với mức định giá cực kỳ hoang tưởng. Đây là thời điểm hoàn hảo để nhà đầu tư khôn ngoan tận dụng chiến lược ngược dòng. Bán ra khi cả thế giới đang mua vào, hoặc là mua vào khi cả thế giới đang tranh nhau bán tháo. Nếu như nhà đầu tư không thể tham lam mua khi cả thế giới đang sợ hãi bán tháo, ngay từ đầu, vốn dĩ bạn không nên tham gia đầu tư trên thị trường. Đây đơn giản không phải là cuộc chơi dành cho bạn. Tuy nhiên, như người viết đã nhiều lần nhấn mạnh, hiểu được việc phải làm là một chuyện, có khả năng làm được những việc này không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chỉ bởi vì bong bóng đang phình to, không có nghĩa là nó sẽ sớm phát nổ trong tương lai gần. Chỉ bởi vì một công ty đang bị định giá quá thấp, không có nghĩa là nó sẽ phải hồi quy về một giá trị tại ngay vào tuần sau. Thời điểm thị trường đảo chiều, cũng như là cường độ dao động là hoàn toàn bất định. Cảm giác cô đơn kéo dài sẽ làm cho những nhà đầu tư tự tin nhất cũng phải nghi ngờ vào chính bản thân mình. Cho dù sự sắc sảo trong lập luận phân tích có vững vàng đến đâu, cảm giác nghi ngờ của bản thân là điều không thể tránh khỏi. Và khi bạn đứng một mình quá lâu và liên tục nhận tín hiệu tiêu cực từ thị trường, chiêm nghiệm về nỗi cô đơn bất tận trong việc kháng cự cảm xúc của bầy đàn, Peter Thiel đã có những chia sẻ như sau. Theo như định nghĩa, bí mật là những điều chưa được thẩm định từ phía đám đông. Nếu như mục tiêu của cuộc đời bạn là không bao giờ phạm phải sai lầm, bạn không nên tìm kiếm bí mật trong cuộc sống. Viễn cảnh cô đơn nhưng đúng, công hiến cả cuộc đời bạn vào những điều không ai tin, đã đủ khó khăn rồi. Viễn cảnh vừa cô đơn vừa sai, đơn giản là không thể chịu đựng nổi về mặt tâm lý. Sai lầm là việc không thể tránh khỏi khi nhà đầu tư tìm kiếm những bí mật trong thị trường. Khoảng cách phân biệt giữa bí mật và ảo tưởng vẫn luôn là rất mong manh, rất dễ dàng để đưa ra những nhận định khác biệt với đám đông và hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Các group ủng hộ thuyết âm mưu thế giới phẳng là một ví dụ tiêu biểu. Nói một cách khác, ai cũng có thể sản sinh ra ảo tưởng, sự phi lý ít người đồng ý với bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là tham gia các group thuyết âm mưu tràn lan trên mạng hoặc lấy những sự thật đã được kiểm chứng và đảo ngược nó lại. Một cách đối lập,
không hề đơn giản để đưa ra những nhận định khác biệt so với đám đông, nhưng lại cần chính xác hơn. Thực sự rất khó để phân biệt giữa bí mật và ảo tưởng vì bạn không hề có một quy chuẩn nào khách quan để xác định được cả. Bạn chỉ có thể dựa vào các nhận định cá nhân để đi đến những kết luận khả dĩ nhất, nhưng bạn cũng phải hiểu rằng không có gì chắc chắn những suy nghĩ đó sẽ là chân lý của thế giới. Những vùng đất chưa từng được khám phá luôn ẩn chứa nguy hiểm, không dành cho những người nhát gan. Do đó, phạm phải sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Bạn có thể nghĩ rằng mình đang sở hữu bí mật, nhưng thực chất bạn lại đang ảo tưởng. Đã sai mà lại còn bị đám đông khinh bỉ thì còn gì cay hơn nữa. Như Peter Thiel đã nhấn mạnh, nếu mục tiêu của bạn là không bao giờ mắc sai lầm, bạn không nên tìm kiếm bí mật trong cuộc sống. Và nếu như bạn không sở hữu bí mật, bạn không thể thành công trong đầu tư. Để đánh bại được thị trường, phải chấp nhận tách biệt ra khỏi đám đông là một điều kiện bắt buộc. Tuy nhiên, điều đó cũng luôn yêu cầu một sự dũng cảm tuyệt đối từ nhà đầu tư. Chúng ta đều hiểu rằng, con đường dẫn đến vinh quang chưa bao giờ là bằng phẳng và dễ dàng. Thiên tài thì hiếm, nhưng can đảm thì hiếm hơn cả thiên tài. Nhà kinh tế học nổi tiếng John Maynard Keynes từng nói, trí tuệ đám đông luôn dạy rằng tha thất bại theo chuẩn mực xã hội còn tốt hơn là thành công nhưng không theo quy chuẩn nào cả. Đây là câu nói thể hiện sự sâu sắc của ông về cách xã hội này vận hành. Sai lầm sẽ không phải là vấn đề nếu như tất cả mọi người cùng sai lầm, nhưng thành công bằng cách đi ngược lại với đám đông thì lại là một điều tối kỵ trong xã hội luôn đề cao tính đồng nhất. Bạn sẽ không phải là một thằng ngu nếu như bạn đứng cùng một đám ngu ngốc, nhưng bạn sẽ trông luôn giống một thằng ngu nếu như bạn đứng một mình và không ai quan tâm là bạn đúng hay sai. Thấu hiểu được nỗi cô đơn thường trực cũng như sự khó khăn tột độ khi phải đưa ra những quyết định tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông, Peter Thiel đã trăn trở rằng thiên tài thì hiếm nhưng can đảm thì hiếm hơn cả thiên tài. Để đầu tư thành công lâu dài trên thị trường, nhà đầu tư cần cả chỉ số IQ và lòng can đảm. Nhà đầu tư thành công là người sở hữu khả năng phân tích vượt trội so với thị trường và gan đủ to để đưa ra những quyết định khó khăn nhưng mà cần thiết. Vấn đề to đùng ở đây là thông minh và can đảm là bộ kỹ năng huyền thoại rất ít người trên thế giới này may mắn sở hữu. Elon Musk là một ví dụ tiêu biểu. Như người viết đã nhiều lần nhấn mạnh trong các phần trước, đầu tư không phải là công việc dành cho tất cả mọi người. Đa phần nhà đầu tư nên tham gia vào thị trường thông qua hình thức đầu tư thụ động của các quỹ chỉ số index, ETF. Những người mà luôn rao giảng rằng đầu tư không cần tốn nhiều thời gian mà vẫn dư sức x2x3 lần tài khoản thì là họ đang lừa dối mọi người xung quanh, dân lùa gà, hoặc chỉ đang tự lừa dối chính bản thân mình, ảo tưởng nặng, hoặc thậm chí là cả hai. Miếng phô mai chỉ có sẵn trên cái bẫy chuột. Một điều quan trọng nữa mà nhà đầu tư cần phải nhớ kỹ rằng, kỹ năng ngược dòng nước chỉ nên sử dụng một cách khôn ngoan thay vì là một công cụ được áp dụng một cách mù quáng. Đừng phản đối đám đông chỉ vì bạn thích điều đó. Đừng mặc định cho rằng tất cả những điều đám đông đồng ý là những thứ vớ vẩn và cần phải phủ nhận. Quyết định tách biệt với đám đông chỉ cho bạn cơ hội để đánh bại thị trường, chứ nó không đảm bảo kết quả của bạn sẽ chắc chắn là như thế. Đưa ra quyết định ngược dòng nước một cách mù quáng chỉ vì nó khác biệt so với thị trường là công thức nhanh nhất dẫn đến thảm họa tài chính. Tách biệt khỏi đám đông không phải là một phong cách sống thời trang. Có rất nhiều phong cách khác dễ chịu và thoải mái hơn nhiều. Đừng đứng một mình chỉ bởi vì điều đó làm bạn cảm thấy tự hào về bản thân. Đừng đưa ra quyết định chỉ vì nó khác biệt với đám đông. Hãy hiểu rõ tại sao đám đông lại sai. Nói một cách tóm gọn, kết quả đầu tư vượt trội yêu cầu hai yếu tố quan trọng. 1. Nhìn thấy những điều mà thị trường bỏ lỡ. 2. Tính chính xác của điều đó được thị trường công nhận trong tương lai. Chỉ có những nhà đầu tư sở hữu khả năng phân tích vượt trội và lòng can đảm phi thường trong việc đưa ra những quyết định chính xác nhưng cực kỳ khó khăn về mặt cảm xúc mới đủ điều kiện để đánh bại thị trường trong thời gian dài. Đứng một mình chưa bao giờ là một công việc dễ chịu. Cảm giác cô đơn kéo dài sẽ làm cho ngay cả những nhà đầu tư giỏi nhất nghi ngờ chính bản thân mình. Nhưng họ cũng hiểu rằng bí mật chỉ có thể được tìm thấy ở những nơi đám đông chưa từng đặt chân tới, một vùng đất chưa từng được khám phá. Niềm tin vào những bí mật chưa được khám phá là khởi nguồn của mọi sự phát triển tự nhiên. Đừng vội lựa chọn cái cánh cửa hẹp mà tất cả mọi người đang tranh nhau để bước qua. Hãy dừng lại và suy ngẫm. Và biết đâu bạn sẽ nhận ra rằng kế bên cánh cửa hẹp đông đúc đó là một lối vào rộng lớn dẫn đến một con đường tuyệt đẹp chưa ai từng khám phá. Hãy dũng cảm bước qua cánh cổng đó và tìm kiếm những bí mật của riêng bạn. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!